đến giữa đời có xa vời, điều tôi muốn nói không nên lời, ngắm em tôi nhìn từ phía xa. Vâng, Nhật Tư Chiến xin kính chào quý anh chị ha. Tiếp tục hôm nay là một thực phẩm dành cho quý anh chị nào yêu biển ha. Căn nhà hôm nay cách biển 100m, biển Nguyễn Tất Thành. Căn nhà vừa mới hoàn thiện xong ngày hôm qua. Xây dựng một trệt và hai lầu, thiết kế phong cách hiện đại. Quy hoạch đường 5m5 cho quý anh chị ha, vỉa hè 3m. Khu này khu dân cư dân trí và nhà giàu, nhà lầu xe hơi, khu xe hơi đậu đỗ ha quý anh chị. Căn nhà hôm nay thì ra biển đúng 100m cho quý vị ha. Khu dân cư phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Khu dân cư đường xá sạch sẽ, sang trang. Căn nhà hôm nay thì có bảo hành cho quý anh chị 2 năm, bảo trì trọn đời cho quý anh chị cái cấu phần thô. Quý vị chúng ta hãy đón xem hết video để chúng ta biết được giá chính xác của căn nhà hôm nay. Giá bán cũng rất là tốt nha quý anh chị ha. Trước nhà thì rất là sạch sẽ này, không có cống, không có trụ này. Khu dân cư dân trí, có thiết kế xăng để gara ô tô phía trước này luôn. Có cổng chính và cổng phụ nha quý anh chị. Với tổng công năng chúng ta có là 3 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi và sân gara ô tô. Không gian hiện đại, sang trọng. Cách biển 100m thôi quý anh chị. Một trong những khu vực, khu dân cư, dân trí chúng ta có thể định cư, nghỉ dưỡng. Và cái đầu tư cũng khá là tốt ha. Bán thì để nguyên nội thất như trong video gửi đến quý anh chị đây. Không thiếu cái gì cả, chúng ta chỉ xách quần áo vào ở thôi. Tầng trệt chúng ta có gara ô tô này, phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh. Tầng 2 sẽ là hai phòng ngủ chính. Tầng 3 chúng ta có một phòng ngủ và phòng thờ sân phơi. Cái nhà thiết kế với không gian màu trắng làm cho căn nhà chúng ta sinh khí tốt này, thoáng này. Có không gian giếng trời phía sau. Vì đây là khu quy hoạch cho nên là phía sau luôn luôn chúng ta có đường thoát hiểm riêng nha quý anh chị. Bán và để lại hết nội thất như trong video gửi đến quý anh chị. Căn nhà hôm nay thì nằm ngay trung tâm phường Hòa Minh, nằm sau lưng đường Nguyễn Tất Thành. Đi về trung tâm quận Hải Châu thì mất 5km, đi về Thanh Khê thì mất 2km thôi. Đây là khu vực không gian bếp của chúng ta. Có sẵn hệ tủ bếp bằng ăn 6 ghế cũng như là khu vực trang trí. Khu vực trang trí này thì khá là đẹp nha quý anh chị luôn. Không gian màu sắc rất là sinh động. Chúng ta có một cái hệ tủ rượu trang trí này. Căn nhà hôm nay thì bán với giá là chỉ hơn 5 tỷ nha quý vị ha, hơn 5 tỷ. Với vị trí ngay trung tâm biển của quận Liên Chiểu. Chúng ta có thể đi bộ ra biển ha, mất 2 phút đi bộ thôi. Và căn nhà hôm nay thì có diện tích đất là 72m², chiều ngang 4m rưỡi, chiều dài 16m. Hướng đông bắc nha quý anh chị. Khu vực phía sau này chúng ta sẽ có khu vực tiểu cảnh trồng cây riêng và một toilet. Phía sau nhà luôn luôn là một lối thoát hiểm 1m2. Căn nhà này đã xây kín, không có xây cửa thoát hiểm nha quý anh chị.
và xây thì có chừa một khoảng không gian giếng trời phía sau này thay cho lối thoát hiểm. Quý anh chị chúng ta đang muốn tìm nhà tại thành phố Đà Nẵng để mà định cư, đầu tư nghỉ dưỡng thì đây là một trong những căn nhà quý anh chị chúng ta có thể tham khảo nha. Chúng ta chỉ cần có 2 tỷ chúng ta có thể mua căn nhà hôm nay. Chỉ cần 2 tỷ nha quý anh chị. Công ty chúng tôi có hỗ trợ vay cho quý anh chị lãi suất lên đến là 5,7% trên 1 năm. Lãi suất 5,7% trên 1 năm cho quý anh chị. Chỉ cần 2 tỷ chúng ta vẫn có thể mua căn nhà này, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% với lãi suất 5,7%. Một căn nhà quá là tuyệt vời cho quý anh chị nào chúng ta muốn sở hữu để mà định cư. Đây là không gian cầu thang của chúng ta. Từ không gian cầu thang chúng ta có một cái view nhìn xuống không gian nhà rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp, lung linh. Và căn nhà hôm nay thì giá bán là 5 tỷ 800 triệu vẫn còn thương lượng cho quý anh chị thiện chí muốn mua. Giá bán 5 tỷ 8 cho căn nhà full nội thất, hiện đại, sang trọng, 3 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ và sân phơi, sân gara ô tô, nằm cách biển 100 mét thôi quý anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Mỗi phòng ngủ thì được thiết kế với diện tích lên đến là 26 m². Chúng ta có các không gian lấy gió và lấy ánh sáng rất là tốt rồi, từ các không gian giếng trời. Mỗi phòng ngủ thì chúng ta đều có vệ sinh riêng trong phòng, hệ tủ quần áo và giường tủ chăn ga gối đẹp cho quý anh chị, phòng bàn trang điểm vân vân. Thiết kế đã full hết rồi, chúng ta chỉ cần xách vali, xách quần áo vào ở thôi. Với giá bán là 5 tỷ 8, còn thương lượng cho quý anh chị. Giá bán luôn luôn còn thương lượng cho quý anh chị ha. Không phải rau là bán giá đó là quý anh chị. Bán thì ở đây, Đà Nẵng thì chúng tôi có bán đến công chứng thôi. Bán thì bên bán chịu phí công chứng, bên mua sẽ chịu các khoản phí còn lại. Tầng 2 này thì chúng ta sẽ có một toilet chung ở giữa nhà này. Toilet này thì chúng ta có sẵn luôn khu vực bồn tắm nằm. Vâng, quý vị đang xem trực tiếp trên kênh Nhật Tư Chiến. Nếu quý vị thấy căn nhà hôm nay đẹp thì chúng ta hãy để lại cho Tư Chiến một like nha, hoặc chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ Tư Chiến. Nếu quý vị thấy cần tham khảo thêm thì có thể truy cập các trang Zalo, Facebook của Nhật Tư Chiến nha. Công ty chúng tôi cập nhật rất là nhiều sản phẩm trên Zalo và Facebook cho quý vị tham khảo giá đất tại thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục thì đây là căn phòng ngủ thứ hai, phòng master view mặt tiền của ngôi nhà. Căn nhà hôm nay thì nằm hướng đông bắc nha quý anh chị ha, nằm hướng đông bắc. Cho nên là chúng ta buổi sáng thì có ánh nắng buổi sáng này rất là tốt này, buổi chiều thì lại rất là mát. Căn phòng này có diện tích là 40 m². Chúng ta có ban công riêng, cây xanh. Đây là một căn phòng ngủ quá là tuyệt vời cho gia đình chúng ta. Giá bán căn nhà này là 5 tỷ 8, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị. Chỉ cần 2 tỷ thôi chúng ta có thể vay thêm maximum luôn cho quý anh chị ha. Với diện tích là 72 m² nha quý anh chị ha. Căn nhà nằm hướng đông bắc, hướng rất là đẹp. Tiếp tục là không gian trên tầng 3.
Không gian tầng 3 thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng giặt sấy này, phơi đồ này và một phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này thì chúng ta có một toilet bên trong và khu vực ban công riêng. Với công năng 3 phòng ngủ, 4 toilet này thì chúng ta đầy đủ cho chúng ta gia đình tầm 3 thế hệ ở trong căn nhà này. Với giá bán hiện tại là 5 tỷ 8 nha quý anh chị ha, 5 tỷ 8 vẫn còn thương lượng. Một mức giá khá là tốt cho thời điểm này. Với vị trí thì gần biển này, ánh sáng cũng như là gió sinh khí rất là tốt. Đây là khu vực không gian cuối cùng là phòng thờ và sân thượng. Khu vực không gian sân thượng rộng rãi luôn. Chúng ta có thể vui chơi. Trồng cây đây này ha. Vâng, video tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau nha.